Em xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh TV Việt. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thêm một thông tin cực nóng được chúng tôi thu thập từ phía Trung Quốc. Sáng nay khi hành động bất kính với thần Phật của giới chức vô thần Bắc Kinh, chẳng ngờ báo ứng ngay trước mắt với hàng ngàn hồng vệ binh tham gia đập phá nhà thờ chùa Thiền, chặt đầu tượng Phật, đốt thánh giá, làm nhục bài vị tổ tiên, bắt giam các linh mục tu sĩ đều có những kết cục vô cùng bi thảm và có những cái chết tức tưởi chưa từng thấy. Ngay cả các quan chức trực tiếp chỉ thị cho hành động bất kính này cũng cùng chung số phận, khiến ai nấy chứng kiến đều phải rùng mình. Theo lời kể của người dân sống gần Thiền viện Quan Âm của Trung Nam Sơn thuộc tỉnh Thiểm Tây, nơi bị giới chức Trung Quốc dùng xi măng lấp phẳng mặt tượng Phật và đốt phá chùa miếu vào tuần trước, cho biết những hồng vệ binh này sau khi trở về nhà đều mắc một căn bệnh lạ giống nhau. Khi cầm tiền thưởng chưa đầy 6 ngày thì hai tay của những người này bắt đầu bị thối rữa, không thuốc nào trị được. Hơn nữa, phạm vi thối rữa ngày càng lớn, dần dần lan lên cả hai cánh tay, bả vai cho tới toàn thân. Trên khắp người đều bị lở loét, đau đớn như nghìn vạn thanh đao cứa vào. Những người này chỉ biết kêu khóc cả ngày, từ lúc bắt đầu thối rữa cho đến lúc chết khổ sở đủ bề. Tất cả mọi người biết sự việc ấy đều thấy rùng mình kinh hãi. Nhiều trường hợp khác thì sau khi ngủ dậy vào buổi sáng thì phát hiện hai chân bị uốn cong lại, dù cố gắng dùng lực thế nào cũng không đứng thẳng dậy được. Điều kỳ lạ là hai chân còn bị giao nhau ở một chỗ không mở ra được. Hàng xóm còn chưa biết họ thường hay nghe thấy tiếng kêu gào đau đớn giống như tiếng bò kêu của những hồng vệ binh này. Chỉ vài ngày sau khi tất cả những người này đều chết không nhắm mắt, nhìn rất đau đớn, chưa dừng lại ở đó, vợ hoặc con của những người này đều chết bất đắc kỳ tử. Người thì đi ra ngoài bị xe đụng chết, người thì hóa điên hóa dại giao mình từ lầu cao và chết. Chuyện này đã làm chấn động cả đại lục, cư dân mạng để lại bình luận. Họ không tin thần Phật thì thôi, lại còn dám ngang nhiên phá chùa phá miếu, tự làm thì tự chịu, bây giờ mới gặp báo ứng. Đây quả thật là ứng nghiệm với câu hết thảy hậu quả sẽ do chúng tôi gánh chịu mà họ đã nói. Cũng theo thông tin trên, luật nhân quả cũng tìm đến 250 quan chức Trung Quốc khi có người rơi trực thăng bay trong ngày, ra lệnh cho phá dỡ nhà thờ chùa Triền. Có người từ trước vốn khỏe mạnh bỗng dưng bị bệnh cao huyết áp, không thể đi lại bình thường, đành phải nghỉ hưu ở nhà chữa bệnh. Theo đó, được lệnh của cấp trên, ông Trương Hữu Lâm, bí thư tỉnh Chiết Giang cho cấp dưới đập bỏ ngôi miếu chùa tượng Phật hay tượng Chúa Giêsu, Mẹ Maria trên khắp địa bàn và hô to: "Chúng tôi là đảng viên, chúng tôi vốn không tin thần Phật gì cả. Mọi người hãy chuẩn bị thuốc nổ để phá miếu, dứt khoát phá hủy tất cả các công trình tôn giáo trên địa bàn để ghi công với đảng." Nhân công không biết thuyết phục ra sao, đành phải đào lỗ chôn thuốc nổ, châm ngòi phá hủy miếu Quan Âm làm thành một con đường mới. Được biết, ngày đầu tiên thông xe, ông Trương lái máy kéo đi ngang qua nơi miếu Quan Âm bị phá hủy, chiếc xe bất ngờ bị lật, ông bị thương nặng, sau đó được đưa đến bệnh viện huyện để cấp cứu. Ngày hôm sau thì vợ của ông lại ngồi chiếc xe máy kéo khác muốn đi thăm ông ở bệnh viện. Khi xe đi đến miếu Quan Âm thì xe lại bị lật và vợ của ông Trương chết ngay tại chỗ. Sau khi từ bệnh viện trở về nhà, ông Trương bỗng dưng bị bệnh cao huyết áp nặng, không thể làm việc bình thường được nữa, đành phải nghỉ hưu ở nhà chữa bệnh. Sau khi về nhà khoảng vài ngày thì bệnh tình của ông Trương ngày càng nặng, càng nghiêm trọng. Ông Trương không thể đi lại bình thường được, mỗi ngày đang phải ngồi trên một chiếc xe ghế dài, muốn đi đâu cũng phải bò lần ra chiếc ghế mà đi. Dần dần, ngay cả nói chuyện ông cũng không nói được nữa, chỉ có thể ra hiệu bằng tay. Đến nay bệnh tình của ông càng nặng hơn, chỉ có thể nằm liệt giường cả ngày, không thể xoay người, có lúc lại tiểu tiện ngay trên giường và cũng qua đời vào ngày vừa qua. Sau khi ông Trương chết thì cả thị trấn đã lập một bàn thờ cúng Phật và thường xuyên ăn chay niệm Phật. Bám bổ thánh thần, bất kính thần Phật là điều dại dột nhất mà con người phạm phải, sẽ gặp báo ứng theo luật nhân quả. Trên thực tế đã có rất nhiều trường hợp làm việc ác mà bị báo ứng ngay lập tức, khiến lòng người tỉnh ngộ việc báo ứng không chỉ xảy ra ở thời nay mà từ thời cổ đại. Phá hủy tượng Phật bị chết đau đớn, trong cuốn Nhi Kiên Tâm Trí, Triều Tần có ghi chép một trường hợp phá hủy tượng Phật mà chết như sau: vào những năm Chính Hòa thời Bắc Tống, hoàng đế bấy giờ là Tống Huy Tông tôn sùng đạo phái và chèn ép Phật giáo, bởi vậy Phổ Chiếu Tự, một ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng trong thành Tứ Châu, bị người ta chiếm cứ. Phổ Chiếu Tự có một bức tượng Phật rất lớn, không chỉ hoa lệ hùng vĩ mà còn vô cùng trang nghiêm tôn quý. Những người chiếm cứ ấy muốn hủy bức tượng Phật này nhưng lại sợ uy nghiêm của thần Phật, vì vậy họ đã đưa ra một cái giá rất cao để tìm người dám cả gan đến hủy bức tượng Phật. Lúc bấy giờ có một người họ Triệu, vì thèm muốn số tiền thưởng lớn nên đã tới nhận lời làm việc này. Ông ta cũng đã kiếm thêm người cùng làm, cầm búa tới Phổ Chiếu Tự phá tượng. Họ Triệu dẫn đầu 8 người cầm búa tới đập bức tượng Phật liên tục không ngừng nghỉ. Cuối cùng bức tượng Phật ấy đã bị phá hủy hoàn toàn. Dân chúng đứng xem than thở không thôi, có người còn rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Cầm tiền thưởng chưa đầy 10 ngày, hai bàn tay của người họ Triệu bắt đầu bị thối rữa, không thuốc nào trị được. Hơn nữa, phạm vi thối rữa ngày càng lớn, dần dần lan lên cả hai cánh tay, bả vai cho tới toàn thân. Trên dưới khắp mình mẩy đều lở loét, đau đớn như ngàn vạn thanh đao cứa vào. Người đàn ông họ Triệu ấy kêu khóc cả ngày, từ lúc bắt đầu thối rữa cho tới lúc chết khổ sở đủ 100 ngày. Tất cả mọi người đều biết sự việc ấy đều thấy rùng mình kinh hãi. Cổ nhân tin và nhân quả thường nói thiện hữu thiện báo, thiện ác ác báo. Trong lịch sử tôi không ghi nhận kết quả của những người cùng tham gia hủy hoại bức tượng Phật này, nhưng có lẽ họ cũng khó thoát khỏi ác báo như người đàn ông họ Triệu kia. Ngay cả hoàng đế Tống Huy Tông vốn hạ lệnh chèn Phật giáo cuối cùng cũng bị nước Kim bắt làm tù binh, chịu đủ mọi khuất phục và chết trong thế thảm. Điều này cũng cho thấy rằng thiện hữu thiện ác
thiện báo ác hữu ác báo là không thiên vị một ai. Đại họa đã xảy ra trên đất nước Trung Quốc là trận mưa khủng khiếp nhất lịch sử Trung Hoa. Và lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay, bỗng nhiên bầu trời thành phố Bắc Kinh tối sầm như đêm 30, gió lốc quần quận kéo đến trông thật khủng khiếp. Hình ảnh con lốc với những con quái vật đang vẫy vùng như đang vơ vét nuốt chửng tất cả những gì trên đường mà nó đi qua. Đồng thời trên trời có những tiếng nổ rất lớn nghe xé tai thật hãi hùng. Có nhiều xe bị nó hút vào và cuốn lên cao, va đập vào nhau bốc cháy trong cơn lốc nhìn như vòi rồng, cảnh tượng được ví như ngày tận thế, ngày mà thiên nhiên hủy diệt trái đất với mưa dầu nắng mưa lửa động đất, hỏa hoạn khắp nơi. Khi cơn lốc đi qua, mọi người trốn chạy được thì thở phào nhẹ nhõm, bèn nhìn nhau như tự chúc mừng cho mình gặp may mắn. Nào ngờ trên trời bỗng dưng rơi xuống những mảng màu đen rền rệt như chất nhầy đó. Những chất này rất trơn. Hiện nay trên những con đường đã xảy ra rất nhiều tai nạn, đặc biệt trên đường cao tốc đã có hàng trăm xe tông liên hoàn vào nhau do chất dầu gây ra, làm tài xế cố đạp thắng nhưng vô tác dụng vì nó rất trơn, làm được ma sát của vỏ lốp không có tác dụng. Có rất nhiều người quay cảnh tượng xe bị tông liên hoàn và chia sẻ trên mạng, đồng thời khuyến cáo cho các xe khác không nên di chuyển vào con đường này. Theo tin từ chính quyền cho biết, chất mà rơi vãi trên đường màu đen là một loại dầu thô chưa qua xử lý. Do ảnh hưởng của cơn lốc xoáy, nó dùng lực ly tâm hút lên khi nó đi qua nhà máy lọc dầu gần đó. Để phối phó kịp thời, các nhà chức trách cho các nhóm vệ sinh đi thu gom bằng cách dùng xe vệ sinh hút trải bùn cưa. Các phóng viên tờ báo địa phương hỏi một người trong nhóm bị tai nạn cho biết, đây là chuyện chưa từng xảy ra trên quê hương của chúng tôi. Vậy ông có tin sự công bố của chính phủ là đúng sự thật? Ông nói thêm, nhưng chỉ đúng một phần là chất này là đầu dầu thô mà ai không biết, nhưng theo tôi cơ hội đại chúng để kể láo để có tiền bỏ túi riêng về khối lượng thất thoát. Một người khác cho rằng đất nước chúng tôi gần đây đã có thiên tai kỳ lạ xảy ra, chứng tỏ có điểm chẳng lành cho đất nước Trung Hoa và người dân. Theo thống kê, hàng trăm người đã thương vong do lốc xoáy kinh hoàng tại Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, có ít nhất 60 người thiệt mạng và 271 người khác bị thương sau trận lốc xoáy kinh hoàng đã tiếp tục xảy ra vào tối ngày hôm nay tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Với sức gió 23,9 m/s, trận lốc xoáy đã làm tốc mái nhà, gây ra hư hại hơn 130 nhà dân, làm sập nhiều tán trại tại công trường xây dựng cùng với 27 người dân và quật đổ nhiều cây xanh. Ngoài ra, hai tháp cần trục lớn cùng một nhà 180 m² của công trường xây dựng cũng đã bị hư hại lốc xoáy. Đa phần những người bị thương là do cây đổ, mái nhà bị lốc, biển hiệu quảng cáo bị đè vào người và họ đã được đưa tới cơ sở y tế địa phương. Kinh hoàng hơn nữa là cảnh hai công nhân vệ sinh đang làm việc trên cao bị gió lớn quật mạnh đập vào cửa kính tử vong thương tâm. Cơ quan điều tra hiện nay đang truy cứu trách nhiệm đối với những cá nhân có liên quan do thời tiết xấu đã được dự báo trước thời điểm xảy ra sự việc. Sự việc hiện đang gây xôn xao dư luận tại Trung Quốc. Theo chiều ngày hôm qua, năm công nhân vệ sinh nhà kính ở Giang Tây Trung Quốc đang được treo trên một tòa nhà cao hàng chục tầng để làm công việc dọn dẹp thì bất ngờ cơn gió mạnh cấp 10 thổi qua khu vực này khiến thùng treo của họ rung lắc mạnh và liên tục đập vào tường của tòa nhà. Lực lượng cứu hộ đã cứu được người, sau đó cố định thùng treo và họ đã được đưa đến bệnh viện, nhưng không may các công nhân này đã tử vong sau đó. Theo báo cáo của trang tin thời tiết địa phương, đã có một trận lốc xoáy vòi rồng lớn quét qua Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc và chiều ngày hôm qua với lượng mưa lớn và điều kiện thời tiết xấu, các chuyến tàu từ Vũ Hán bị hoãn, nước trong nhà ga tích tụ đến ngập nhẹ. Các biển báo và những gió mạnh đã thổi vỡ. Trung tâm khí tượng Hồ Bắc cũng đã thông báo rằng lượng mưa từ 13 giờ đúng ngày hôm đó đã tăng cao, xuất hiện kèm theo mưa đá, sấm sét, gió giật mạnh. Gió giật tại các khu vực của Vũ Hán đạt 14 cấp và lượng mưa trong 2 giờ vượt quá 250 mm. Tuy nhiên, từ 13:30 ngày hôm đó, 5 công nhân vệ sinh được cử đến để lau chùi tường kính bên ngoài của một tòa cao ốc. Một tiếng sau đó, thời tiết thay đổi đột ngột, gió mạnh liên tục quất vào thùng treo của cả hai gây rung lắc, đập mạnh vào tường của tòa nhà nhiều lần. Thậm chí trong đoạn video ghi lại hình ảnh cho thấy rõ khoảnh khắc kính tòa nhà bị vỡ và văng ra ngoài. Gió giật mạnh khiến 5 công nhân vệ sinh trên cao bị đập mạnh vào kính nhiều lần. 5 nạn nhân đã bất lực bám chặt thùng treo mắc kẹt và đong đưa trên cây cao theo cơn cuồng phong. Lực lượng cứu hộ đã mất 20 phút để tiếp cận và giải cứu 5 nạn nhân. Hiện người đứng đầu dự án trên đã bị bắt giữ. Theo cục quản lý khẩn cấp, vụ án đang cùng cơ quan có thẩm quyền điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời tiến hành xác định trách nhiệm với những người có liên quan. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì ekip làm chương trình xin được cảm ơn quý vị. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.